Rồi, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em Tournament Invest. Thì hy vọng video này sẽ mang đến cho các anh chị chúng ta những cái thông tin bổ ích về các mã cổ phiếu trên thị trường cũng như là các anh chị chúng ta hiểu hơn về cái sự vận động của các mã cổ phiếu các anh chị chúng ta đang nắm giữ nhé. Rồi và hôm nay thì thị trường chúng ta đã tiếp tục cái đà tăng lên và sáng sớm thì lại có những cái tín hiệu cực kỳ là hưng phấn đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán như em có một số những cái đề cập vào cái dịp cuối tuần rồi thì các anh chị chúng ta cũng phải hiểu rõ được rằng là ở thời điểm hiện tại mà các anh chị chúng ta không có uh, không có gì à, không có một cổ phiếu nào trong cổ dòng chứng khoán trong danh mục đã là một cái sự thiếu sót của các anh chị nhà đầu tư đúng không ạ? cho nên rằng là hôm nay thì sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư họ mua đuổi và thậm chí rằng là họ đã phải như thế nào ạ? À? đua với những cái mức giá khá là cao trong ngày hôm nay à, đến khi mà như thế nào là đến khi mà có một cái nhịp mà rung lắc ở trong phiên thôi thì lúc đó các anh chị chúng ta lại không có thể nhặt được thêm đúng không ạ thì khá là đáng tiếc cho các anh chị chúng ta rồi và cũng uh, đã có những cái phân tích uh, ngắn hoặc là những là phân tích nhanh về các mã cổ phiếu trong dòng chứng khoán đó. nó có một cái uh, danh mục về đầu tư đấy thì như nào là em cũng đã nói với các anh chị chúng ta là chú ý mà cổ phiếu nào là SHS đúng không ạ đấy SHS ha thì sáng nay cũng có nói các anh chị trong room khách hàng nhưng mà chưa có kịp lấy SHS mất rồi đấy thật sự là phiên thứ sáu rồi nếu mà lấy SHS là tuyệt vời hôm nay SHS cũng tăng được khoảng tầm là bảy phần trăm ba giá ha và do là SHS đó, nó cầm cái con gas đấy gas ha mọi người thấy là may gas vẫn tiếp tục nó tăng trần như thế này này được chưa thì đây là những cái những cái cái và cái cái, cái, cái cái lợi rất là lớn cho cái báo cáo tài chính quý tư của của tự doanh của SHS ha nên là mọi người cứ soi đi soi được cái cái cổ phiếu nào trong dòng chứng khoán mà nắm giữ được những cái gì đó, những cái mã cổ phiếu mà nó tăng tốt trong cái giai đoạn từ cuối quý uh, 3 cho tới tận hiện nay đó thì chắc chắn rằng là nó sẽ mang đến một cái phần lợi nhuận đáng kể cho cái cái danh mục đầu tư của tự doanh của các công ty chứng khoán ấy ví dụ như Ss có đơn cử là có gác này rồi một số mà cổ phiếu khác á như là SI thì nó không có này cho nên là nó tương đối là chậm ha SI nó không có cổ phiếu bất động sản nào cả nên là tương đối là chậm nhưng mà hôm nay thì lại có một DLG tăng tốt này mai nó vẫn tăng tốt ha rồi bên CTS thì mọi người thấy là có hàng anh Gia Lai là HAG với HNG là gắn motor gắn gắn tên lửa vô chạy âm âm rồi đấy kể cả là HDC cũng vậy nhưng mà HDC hôm nay thì đã có cái gì à? một cái pha đảo chiều tương đối là gắt đấy và nó cũng đã phản ánh lên như thế nào ạ à? nó cũng đã phản ánh lên cái nhóm cổ phiếu bất động sản rồi thì một lát nữa em sẽ nói đến các mã cổ phiếu bất động sản sau để cho các anh chị chúng ta có thể nắm 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 bắt ha rồi thì uh, chắc chắn rằng là với cái việc mà hôm nay dòng chứng khoán nó tăng nóng như thế này á thì cái điểm mua nó cũng đã khép lại trong cái nhịp ngắn hạn này rồi được chưa Dòng chứng khoán nó đã khép lại cái điểm mua này rồi tại ngày hôm nay rồi. Bởi vì tăng nóng như thế này thì chắc chắn rằng một là các anh chị chúng ta mua vào cái lúc mà nó có cái điểm mà nó nhúng lại ở trong phiên, hai là các anh chị chúng ta có thể là mua đuổi ở những cái mức giá là đầu phiên sáng thôi. Đấy chứ mà hả? Gần về khoảng tầm là 10 giờ, 10 rưỡi một cái là bắt đầu nó lại tăng tốc trở lại rồi thì những cái điểm mua đó hoặc là những cái điểm mua ở trên này này thì nó sẽ khá là Khá là là rủi ro cho các anh chị chúng ta đúng không ạ? Rồi quay trở lại với VN Tech đi Thì VN Tech hôm nay nhé. Nếu như mà các anh chị chúng ta xem lại cái video cuối tuần của em á Thì em cũng có nói là đây là một cái đoạn mà giữa cái uh, Chu kỳ sống lớn của thị trường chúng ta Còn mà ở sóng nhỏ thì nó đang ở một cái nhịp như thế này Thì ấy, em cảm thấy như là hôm nay đã xuất hiện một cái cây nến gì ạ à? Một cái cây nến búa với khối lượng lớn ha Lại tiếp tục là một cái cây nến búa với khối lượng lớn Đấy, Cho nên rằng ấy, mọi người sẽ À, phải cân nhắc nha cân nhắc rằng là cái rủi ro nó có thể đến bất kỳ lúc nào khi mà bắt đầu có những cái cây nến búa này xuất hiện ở gần cái vùng đỉnh đây này, để em lấy một số cái ví dụ về cái cây nến búa cho các anh chị ta xem ví dụ như chẳng hạn ở đây đi đây thì trường ta cũng có có một cái thời điểm mà nó như thế nào ạ à? nó đi ngang nó tích lũy đúng không ạ đây đi ngang tích lũy này ai cũng nghi ngờ cái phần mà tăng giá của Ờ cổ phiếu cũng như là của thị trường ạ thì đầu phiên một cái này nó tăng lên một cái gấp ấp đấy nhưng mà khi mà T3 về như là một hai ba về là chỉnh này chỉnh về một cái là nhiều anh chị nhà tư cắt lỗ ha cắt lỗ xong thì nó mới đánh được một cái nhịp nó dài lên như thế này đấy thì cái giai đoạn ở giữa đây này, này thì thường ấy, mọi người sẽ hạn chế chúng ta uh, bán bò tạo ảnh đương, đấy chúng ta sẽ hạn chế chúng ta bán bò chúng ta tạo ảnh hương Yeah, nên là các anh chị chúng ta hãy cân cân nhắc những cái vấn đề đó trong cái quá trình mà nó đang xảy ra ở cái nhịp số 2 này là cái nhịp giữa đó hay là cái nhịp như là chuyển giao vậy đó em nghĩ là cái nhịp mà chuyển giao cái dòng dẫn đó thì các anh chị chúng ta hạn chế chúng ta bán bò tạo ảnh đương đi được chưa còn chắc chắn rằng là ví dụ như là những mặt cổ phiếu mà nó đã tăng nóng như trong dòng bất động sản đó, thì em nghĩ là các anh chị chúng ta nên cân nhắc chúng ta chốt lời hết là được rồi trong ngắn hạn nha. Còn về dài hạn thì em nghĩ là nó vẫn sẽ còn những cái dư địa tăng ở trong năm tới thôi. đấy. Nhưng mà trong ngắn hạn như thế này để mà tối ưu hóa cái dòng tiền của các anh chị á, thì các anh chị chúng ta có thể chốt đi để chúng ta chuyển một cái phần đó chúng ta sang những cái dòng mà nó đang dẫn dắt được chưa? là cái dòng chứng khoán. ha. đấy. thì mọi người sẽ phải cần cân nhắc những cái điều đó khi mà em đã có những cái sự phân tích đến với các anh chị chúng ta rất là kỹ trong những cái video của tuần qua và thậm chí là cái 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 video cuối tuần. ha. Rồi, thì uh, bây giờ cái kịch bản mà em đưa ra cho các anh chị chúng ta, nó vẫn sẽ là một cái kịch bản tốt đẹp thôi, cũng không có vấn đề gì đâu. Em nghĩ là khả năng cao thì, thì chúng ta vẫn có những cái sức rước lên được khoảng tầm vùng 1.500 cho tới vùng 1520 thì Có thể là trong ngắn hạn thì đây có thể là cái vùng ạ à? cái vùng uh, uh, đỉnh ngắn hạn ha, đỉnh ngắn hạn. Rồi sau đó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhất định trở lại để mà tiếp tục như là dụ bỏ những nhà đầu tư lướt sóng trong cái giai đoạn ngắn à, rồi sau đó lại thị trường chúng ta lại tiếp tục những cái con sóng đi lên cao thôi còn mà về cuối năm á, thì chắc chắn rằng là em nghĩ là sẽ chinh phục được cái vùng 1 sáu thôi mọi người Đấy, thì mọi người sẽ thấy ở đây này hầu hết là các mã cổ phiếu từ tháng 7 cho tới tháng 10 là nó có một cái độ tích lũy là khoảng tầm là 3 tháng thì các mã cổ phiếu ấy nó cũng có khả năng nó đi được khoảng tầm là hai tháng cho tới 3 tháng thì thị trường chúng ta mới bước thoát khỏi cái 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 vùng tích lũy ở đây là đâu đó từ uh, tháng 10 bây giờ là tháng 11 rồi, đâu đó là tầm tháng rưỡi rồi ha mọi người ha. Tầm tháng rưỡi rồi. thì đâu đó khoảng tầm một tháng rưỡi nữa cho một cái chu kỳ sống này của nhà đầu tư để mà chúng ta kiếm được lãi. Tức nghĩa là tháng rưỡi này đâu đó là khoảng tầm là tới uh, cuối cuối năm nay. Đấy hoặc là có thể là nó đến sớm hơn. Thì các anh chị chúng ta cần cân nhắc những cái điều đó và chắc chắn rằng là mọi người sẽ phải như thế nào ạ à, lựa chọn cho mình một cái danh mục nó tối ưu đấy đúng không ạ lựa chọn cho mình những cái cái danh mục nó tối ưu một chút xíu chứ đừng có tham gia vào những cái cổ phiếu mà nó như thế nào ạ à, nó nó nó, nó thật sự là nói rác thì không phải là rác bởi vì bây giờ cổ phiếu rác mà nó cũng có thể tăng trần là mọi người cũng đã thấy rồi đúng không ạ nói chung là tham gia những cái mã cổ phiếu nào nó có cái dòng tiền hiện tại nó đang đổ vào à, em chỉ muốn nói vậy thôi đấy chứ thật sự là nói ráng thôi chứ mà đây này dịch này FLC tím này đúng không ạ à? FLC cũng có giới thiệu với mọi người từ những cái vùng giá 12.5 12.6 đây này đấy rồi như thế nào hai cũng tí hai cũng vậy này hai này rốt này mọi người thấy không ạ à? tím ao, ao 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 rồi đây HVC đó này WCG đó này gói WBS này mọi người thấy không ạ à? rồi ngoài ra là có kể cả, cả là ITA cũng vậy này mọi người thấy đều này đều là những hàng cổ phiếu mà nó là penny nhưng mà nó đều có cái 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 gì đó, cái sức, sức tăng rất là tốt trong cái giai đoạn vừa qua. Thế thì khi mà trong một cái giai đoạn mà hầu hết tất cả các nhóm ngành các mã cổ phiếu đến cả cổ phiếu rác là như là cổ phiếu penny đó, nó tăng trần như vậy thì cái những cái nhịp sắp tới đó, cái việc mà điều chỉnh ngắn hạn đó, là một cái điều hết sức mà uh, xảy ra và nó phải phản ánh rất là bình thường để mà như thế nào phải thay máu nhà đầu tư chứ phải thay máu nhà đầu tư phải uh, như nào là phải uh, loại bỏ những cái nhà đầu tư yếu bóng vía đi để mà có thể thay mới những nhà đầu tư mà có là được cái cái gì cái sự kiên nhẫn cũng như là những cái phần mà nắm bắt được cái cơ hội để mà có thể là gia tăng cái tài sản của mình được chưa à, đấy cho nên rằng là mọi người cứ yên tâm là đâu đó nếu như mà em nghĩ là với cái cây nến búa ngày hôm nay á thì đâu đó nha đối với em á, đâu đó thì có thể là khoảng tầm là Ờ uh, một tuần nữa là nó sẽ là vùng đỉnh của thị trường chúng ta thì em nghĩ là nếu như mà xuất hiện cái nến búa này nó sớm như vậy nè xuất hiện một cây nến búa nó sớm như vậy ha thì đâu đó có thể nó sẽ rút ngắn lại khoảng tầm quanh cái ngưỡng ở vùng 1.500 thôi có thể là không lên được vùng 1.520 nha các anh chị nha lưu ý rõ giúp em rồi ok thì chúng ta qua lại quay đến với cái 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 sự chuyển động của nước ngoài thì hôm nay nước ngoài họ mua rồng nhá tập à, đập trung chủ yếu là những mà cổ phiếu lớn này vinhome có cột chứng chỉ quỹ ha. Rồi kể cả là Mai San và có một mã cổ phiếu là như em nói đó Diciwe đúng không ạ? Đây Diciwe em cũng có giới thiệu với mọi người rồi. Hôm nay là quá là tuyệt vời đối với là Diciwe luôn. Nó thật sự nó đến sớm hơn em dự kiến nữa. Đấy và em cũng đang nhắc với mọi người này, này, mọi người thấy ở những cái điểm mà nó ở đấy đúng không Tích lũy trong một cái hộp như thế này này. Đấy thì khi mà cái MACD nó bắt đầu nó chạm về lại cái ngưỡng giá trị là không này, nó bắt đầu cho một cái tín hiệu là timing to buy này, mọi người thấy mà Timing to buy này đấy em bữa cũng nói ở đây đúng không ạ biên uh, những cái lúc mà, mà mà video trong tuần cũng như là video cuối tuần vừa qua thì em cũng nói là mọi người quanh cái ngưỡng vùng trăm mười trăm này mọi người mua vào đi ví dụ thả mọi người là mua có thể là mua một ngàn thì nó lên khoảng tầm trăm mấy như thế này là mọi người có thể lãi được mười mấy triệu rồi mà mua 10 ngàn là lãi được tới 100 triệu hơn đúng không ạ đấy rất là dễ dàng thôi nhưng mà với cái volume ngày hôm nay của của của, của DGW nhé của DGW này là em thấy nó đột biến cực kỳ là lớn và đóng cửa mức cao như thế này á, thì nó có thể là nó tiếp tục nó nó vượt được cái vùng đỉnh rồi và nó sẽ không có cái nhịp nó test lại đâu em nghĩ là cái đợt này nó sẽ không giống cái đợt này nữa mà nó đi thẳng lên luôn đấy nha nên là mọi người có thể chú ý được thì chưa nếu như mà nó có nhúng lại xíu thì cầu thôi nói chung là hy vọng là nó sẽ có nhúng lại thôi chứ thực sự là nó mạnh như thế này rồi á thì cái khả năng nhúng nó là rất là thấp thực sự luôn cái khả năng mà nó nhúng lại là thực sự rất là thấp nhé nó là các anh chị ta thể cân nhắc chúng ta tham gia được đối với là mã cổ phiếu DGW này nha rồi ok ngoài ra là có cả bao này nói bao tăng trần là cũng là một cái hiện tượng lạ mọi người thực sự luôn thực sự đây cũng là một cái hiện tượng lạ của của thị trường luôn ha nói chung là tới công chuyện rồi à, Bao mà tăng trần như ngày hôm nay là cổ phiếu nặng mông nhất trên thị trường mà nó tăng trần được như thế này là thấy có hiện tượng lạ rồi một cái phiên giao dịch mà tới tận gần 45 triệu cổ phiếu bao nhá bao và bốn mươi triệu cổ phiếu là cũng rất là kinh khủng rồi Đấy, nó gấp bao nhiêu rồi? nó gấp đôi gần như là gấp đôi so với lại trung bình của 20 mươi phiên Đấy, thì cái dòng tiền nó vào mạnh như thế này ha thì khả năng cao em nghĩ là cái sóng này của đi uh, chiêu của bao ấy nó sẽ là khá là lớn đấy nha cái sóng này khá là lớn đối với lại là là, bao đấy thì cho em nghĩ là nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 14.5 này này, Đấy. thì có thể lên đây nó sẽ nhùng nhằng một vài phiên thôi nhưng mà khả năng cao á nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh này mọi người nhé rồi, uh, OK, thì đó là một số sơ qua những cái cổ phiếu lẻ thôi. Bây giờ sẽ đi đến những cái mã cổ phiếu uh, bất động sản cho các anh chị chúng ta nhé. Này, uh, mọi người sẽ thấy được rằng là hôm nay dòng bất động sản nó cũng có một cái yếu tố là, là nó phân hóa. Mọi người thấy phân hóa rõ ràng không ạ? Thì ở đây này có và có DIG này giảm 4% và trong lúc mà buổi sáng đã có những cái nhịp hương phấn nó tăng lên tới tận 74 điểm, hơn 74 điểm ha. Thì mọi người thấy ở đây là cái phiên mà này là gọi em gọi là cái phiên phân phối số 2 rồi của DG thì nó khá là giống với lại uh, IDC đấy. mọi người sẽ thấy IDC ở đây bắt đầu là như thế nào ạ. À? Lên đây này, phân phối ở vùng trên này này, ba cây tăng thế này là ba cây phân phối hàng ra này. Đây ha. Rồi tiếp tục phân phối hàng ở vùng trên này đó, mọi người sẽ thấy cái sự biến động của như nào ạ? À? Cái volume nó lớn nhưng mà giá nó lại không tăng thì tức có nghĩa rằng là như thế nào ạ? À? Bắt đầu nó cho thấy rồi, tín hiệu upbo rồi, đúng không ạ? À? ai đu ở trên đây thì thôi xin chia buồn luôn nha yeah. à, cho nên rằng á, là mọi người hãy cần cẩn trọng khi mà chúng ta tham gia mã cổ phiếu mình đã tăng cả trăm phần trăm như thế này được chưa tăng cả trăm phần trăm như thế này thì không chắc chắn sẽ không còn những cái điểm tham gia cho cán chị chúng ta rồi à, đấy rất là rủi ro à, rồi ngoài ra là có DIG nó cũng tương tự vậy thôi đi em cũng nói đó chúng ta cũng đừng có đoán định nhưng mà khi mà một khi mà có những cái tín hiệu như thế nào ạ à, có những cái tín hiệu mà nó rủi ro nó bắt đầu nó xuất hiện như thế này rồi này thì các anh chị ta nên tính toán đến cái việc mà chúng ta chốt lại ở quanh cái ngưỡng vùng này nha ở quanh cái ngưỡng vùng này đấy thì em nghĩ là nó vẫn chưa chết ngay đâu và nó sẽ cứ lình xình lình xình quanh vùng mà ở đây này đấy, hoặc là sáu ở đây này đấy vẫn có thể là nó lình xình một vài phiên ở đây nhưng mà khả năng cao đây là cái vùng đỉnh của nó rồi đấy thì nó cũng giống như một cái gì ạ à. cái điểm này nè mọi người sẽ thấy nếu mà trong cái quick á người ta sẽ nói cái điểm này là cái điểm này là bsy ha Rely gì đó uh, quên mất tiêu rồi nè để em lấy lại coi uh, đây đây này đấy nó đang ở một cái giờ à? đây này ha cái giai đoạn của BSY đầu tiên là ở cái giai đoạn phân phối số một đây này đấy là cái điểm này thì nó sẽ bắt đầu có những cái tín hiệu là nó tiếp tục nó kéo nó vượt đỉnh lên ở đây được chưa nó kéo nó vượt đỉnh đó là preliminary supply này này có nghĩa là nó bắt đầu là cho thấy những cái lượng cung nó bắt đầu nó lớn lên rồi, nó lớn dần lên rồi. Để bắt đầu là cái điểm phân phối của uh, của của tạo lập cũng như là đội lái đó ha. Nó sẽ kéo tiếp tục nó kéo lên một phần nữa, nó sẽ kéo lên một phần nữa. Rồi như thế nào là nó mới cho nó một cái điểm rơi như thế này này. Đấy, nó sẽ ráng nó kéo lên, nó cố nó dụ thêm những nhà đầu tư uh, bước vào uh, bỏ lỡ cái, cái, cái cái sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc là những nhà đầu tư đã bị bán ở ngay cái điểm BSY này, tức là cái điểm ngày mà um, uh, ngày bao nhiêu ạ à? ngày ba à, ngày ba tháng 11 ở đây này Đấy mọi người sẽ thấy là nó sẽ tiếp tục nó kéo lên này rồi nhưng mà kéo với cái volume thấp này mọi người thấy không ạ à? Đấy để bắt đầu nó up bô, ngược trở lại thì volume, volume nó lớn đấy cho nên là mọi người cần phải cẩn thận hết sức là cẩn thận nha bởi vì nếu mà nó có điều chỉnh nó sẽ bị điều chỉnh về lại tới tận vùng 56 nha rồi nó sẽ cũng lại kéo lên tiếp thôi nó cũng sẽ lại kéo lên tiếp này để nó trở thành một cái điểm là ST và nó sẽ còn rất là nhiều những cái dạng mà phân phối ở cái vùng đỉnh nó giống như cái mẫu hình của Wyckoff như thế này ấy nha đó là mọi người có thể chú ý DIG nó đã phân phối gần như là đã xong cái quá trình ở cái vùng này rồi thì cẩn thận nhé HDC cũng vậy này mọi người thấy không ạ HDC ha đấy cũng là một cái điểm BSY này cũng kéo lên này rồi khả năng cao là về lại vùng này là lại tiếp tục nó hồi 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 lên được một xíu là nó lại rơi đấy cần cũng cần chú ý những mà cổ phiếu như HDC ha ngoài ra thì có những cái sự mà hưng phấn nó nóng quá đến từ cổ phiếu như là C4G đúng không ạ rất là khỏe phải nói thật sự rất là khỏe mỗi ngày mà tăng 15 trăm này là quá kinh khủng xe cũng vậy mỗi ngày là cứ mở mắt ra là tăng trần như thế này thì thôi úi rồi thôi ckg à, ckg cũng rất là khỏe ha rồi có thêm một cái khỏe nhất mà em đáng mà phải nói là rất là bất ngờ đó chính là về cổ phiếu edj này thực sự là edj này nó cũng là một cái nhịp mà như thế nào nó tích lũy trở lại nhé đây là một cái nhịp nó tích lũy trở lại này. mà nó vẫn kéo lên được tiếp như thế này thật sự là nó quá là kinh khủng đi À, Thật sự nó quá là kinh khủng luôn đó mọi người à, Điểm mua trên đây thì chắc chắn là chúng ta không dám rồi Nhưng mà nó vẫn tăng trần tiếp như thế này là Thật sự là đổi lái nó 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 quá nhiều tiền Thật sự đổi lái nó quá nhiều tiền mọi người Đấy ha Rồi ngoài ra thì có L14 này cũng thấy cái dấu hiệu rồi đó ha Nha. Nên là mọi người chú ý đi Nhà Đà Nẵng thì em nghĩ là vẫn còn cái dưa địa tăng này Đâu đó có có, có test lại xíu ở quanh ngưỡng ở vùng 25.3 này À, thì dư địa của NDN nó vẫn là con rồi tiếp theo nhé ngoài ra hôm qua cũng có giới thiệu mọi người là BWA ở cái vùng 18 này đúng không ạ à? thì cái khả năng như em nói đó từ từ cái vùng mà 12, 13 này, này thì cổ phiếu nó có thể lên được 24 Đấy, 24 ha 24, 25 thì đó, đó là phần trăm phần trăm thì tính từ cái vùng này nó đang có cái sự tích lũy quanh ngưỡng 18 này thì mọi người vẫn có thể kiếm được khoảng tầm là ít nhất là 30% cho tới 35% được chưa Đấy ha BWA, 3 em nghĩ là cái dư địa này của BWA 3 nó vẫn sẽ còn nó kéo một phiên nữa, kéo một cái nhịp nữa nhá. Yeah. Rồi thì cơ bản là có dám vào tiền hay không thôi. Đấy, thực sự là cơ bản có dám vào tiền hay không thôi nhá. Yeah. DBG cũng vậy này, DBG thì em nghĩ là vùng này nó bắt đầu nó tích lũy lại thôi. Thực sự là DBG nó vẫn đang tích lũy lại và nó vẫn neo được giống như thằng IDJ vậy. Đấy. Nha, yeah. nhưng mà cái dòng tiền của uh, DBG thì nó không khỏe bằng thằng EDG thôi. À, nhưng mà thật sự nó cũng đang vẫn đang tích lũy trở lại nhé mọi người nhé đây ha rồi ok qua tới uh, dòng mà gây nhức nhối nhất trong ngày hôm nay đó chính là dòng ngân hàng thật sự rất là buồn dòng ngân hàng mọi người quá là buồn đi thì chỉ có là con bbb này nó có sự phục hồi trở lại này Tương nó là ổn ha vũ này kéo lên ngược trở lại này thì có hàng thì em nghĩ là vẫn mọi người vẫn có thể nắm được thôi chứ không có vấn đề gì nhiều rồi có HD này nó khỏe là bởi vì là nó nó cho tuổi đi chắc có thể là em nghe đâu đó là nó cho tuổi đi đảm bảo tài sản ấy cho nên là, là HD banh thì em nghĩ là nó cũng có cái game gì đó thì nó mới đánh nó kéo ngược lên được trở lại như thế này nó mạnh nhất trong dòng ngân hàng rồi mọi người thấy là nó cũng đã kéo về lại gần cái vùng đỉnh như thế này ha à, nó nói nó là mạnh nhất nhưng mà nó thật sự là mạnh nhất trong cái giai đoạn mà nó phục hồi thôi Đấy, chứ mà thật sự là những mà cổ phiếu khác nó đã vượt cái vùng đỉnh rồi rồi kể cả là acb cũng vậy acb hôm nay cũng là một cái phiên ạ à, một cái nến doji Đấy, một cái nến doji thể hiện cái sự lưỡng lượng giữa lượng cung bán ra và lượng hàng nó hấp thụ lại ha em nghĩ là với cái nhịp này á, thì mọi người cứ tin rằng là sẽ sớm hay muộn thì thì một hai phiên tới thì dòng ngân hàng nó cũng sẽ vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó của nó à. đấy nha nên là các anh chị chúng ta cứ yên tâm chúng ta nắm giữ có mông, mông à, bb là mông bự bự này cũng khả năng cao là em nghĩ là cũng đánh giá là nó sẽ có khả năng nó vượt được vùng 29.25 thôi mọi người cứ yên tâm đi không có vấn đề gì đối với lại những mã cổ phiếu này Đấy, chẳng qua là nếu như mà các anh chị chúng ta muốn cơ cấu để mà chúng ta vào cái dòng chứng khoán á thì bây giờ nó cũng đã hết cơ hội cho các anh chị chúng ta gia tăng rồi Đấy, ha cho nên là lỡ cầm rồi thì thôi cầm cho tới chót thôi mọi người đó. rồi ngoài ra là còn stb nay stb cũng uh, nhẹ nhàng bình thường thôi không vấn đề gì vẫn là một cái nhịp mà nó ra ở đây này cái biến động của nó nó hơi lỏng ở vùng này nha cái biến động uh, biến động của một trong một phi nó hơi lỏng ở vùng này thì em nghĩ là nó vẫn đang tích lũy trở lại thôi không có vấn đề gì cả thì nó vẫn sẽ còn những cái khả năng phục hồi lên đâu đó khoảng tầm là 29.5 cho tới vùng 30 để các anh chúng ta canh chúng ta thấy hàng được chưa em nghĩ là nó cũng sẽ còn một cái đợt sóng tăng ngắn theo nhóm ngành ngân hàng trong cái đợt phục hồi này Đấy, và có thể là người ta nói uh, ngày xưa người ta có một cái câu như thế này Uh, dòng banh dậy sóng thị trường đứt bóng đó nên là khả năng là nhiều khi là lần này là dòng ngân hàng nó, nó như thế nào nó bùng nổ nó phục hồi trở lại anh cái ấy, thì thị trường lại đứt bóng đó. nên là cần chú ý luôn những cái những cái này nó không có sai đâu mọi người bởi vì đây là những cái cái sự truyền đạt lại từ uh, thời ông bà ta mà à, thời ông ông chú ha đó. nên là cần chú ý rồi Techcombank tương tự vậy. Hôm nay Techcombank thì đóng cửa như thế này là hơi hơi buồn nhưng mà khối lượng nó thấp á, thì em nghĩ là đây là cái đợt nó vũ cuối trước khi mà nó có một cái nhịp mà nó vượt lên thì mọi người cũng có thể kiên nhẫn được đối với lại Techcombank nha. Vẫn có thể kiên nhẫn được. Tia banh thì nó vẫn khỏe hơn này. Tibank hôm nay có một phiên test cung ở vùng này ha, kéo lên test cung như thế này là đẹp rồi. Quay về lấp lại gáp ha. Là khá là ổn rồi. Thì em nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp nó tăng thêm ngắn hạn nữa. Thì đây là những cái mã cổ phiếu đó có thể nó đi trước lên này à, nó có thể nó đi trước lên rồi này bắt đầu tích lũy trở lại này thể tiếp tục nó đánh lên trong thời gian tới rồi Vietcombank công, banh. công banh thì vẫn tích lũy thôi vẫn chưa có vấn đề gì gãy nhé vẫn giữ được neo lại được ở vùng này là khá là tốt rồi vi thì thôi em cũng không có còn gì em muốn nói với vậy vi banh nữa đâu rồi vip thì cũng đang có một cái sự tích lũy ở đây khối lượng hôm nay bán ra vẫn còn hơi nhiều à, đấy, chạm lại về cái vùng đỉnh ngắn hạn trước này bị bán trở lại ha nhưng mà vẫn neo được ở trên đây thì khả năng cao thì em nghĩ là ngày mai dòng ngân hàng nó sẽ nó sẽ đỡ chỉ số thị trường chúng ta đấy những mà cổ phiếu ngân hàng ngày mai có khả năng nó tăng đấy nha nên là mọi người cố gắng mọi người cầm thôi thật sự là mọi người vẫn có thể cầm được chứ chứ không có vấn đề gì cả nhé rồi thì ok đó là về dòng ngân hàng qua đến hôm nay là dòng dầu khí thì dòng dầu khí á hồi nãy có nói tới bao rồi đấy thì ngoài ra là cũng có nhắc tới cho các anh chị chúng ta những mà cổ phiếu ví dụ như là Uh, BWA này, hồi nãy có nói đúng không ạ? Thì BLC vẫn tiếp tục tăng tốt như thế này này. nghĩa là BLC sau một cái quá trình mà như là nó tích lũy ở đây, lên này, vũ ngược lề lại này ha, à, có cái dòng tiền lớn vào này Đấy, dòng tiền lớn vào này các anh chị. Chúng ta đừng có lo, bởi vì chúng ta mua ở cái này này thì chúng ta đừng có lo là chúng ta sẽ lỗ. Chỉ là chúng ta như thế nào ạ? À? Chúng ta có mở cái vị thế nó không được tốt thôi, bởi vì chúng ta phải mua trước ở vùng này. À, phải mua trước ở vùng này ha. Thì nó quay về nó test lại một cái tích lũy lại này tiếp tục đánh lên ha khối lượng lớn tiền dòng tiền vào thì khả năng cao nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ sớm vượt được cái vùng giá 5 ít thôi đấy nha bet cũng vậy bet thực sự là cũng hơi gì hơi 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 xuôi tí nhưng mà khả năng cao là bet nó vẫn sẽ có những cái mục tiêu trong ngắn hạn là khoảng tầm là vùng 35 cho các anh chị chúng ta canh chúng ta chốt lại em nghĩ là với cái khối lượng như thế này này đấy thì bet nó vẫn còn cái cửa lên hy vọng là thị trường chung nó vẫn sẽ ủng hộ và đợt này lên của bé là cái cái nhịp mà 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 để các anh chị ta chốt lời nhé rồi ngoài ra BSB thì mã của này nó ít ít cái thanh khoản quá BVC vẫn đang khá là ổn nha mọi người nhé BVC em cảm giác nó nó vẫn khá là ổn đấy nên là mọi người có thể canh chúng ta tham gia được còn nếu mà mọi người uh, muốn cơ cấu thì mọi người uh, thực sự là cũng không biết cơ cấu qua mã nào nữa rồi thì thôi cứ thế mà nắm giữ thôi N nó cũng không có xấu lắm đâu thực sự là BVC nó cũng không có xấu lắm đâu nha có BVS này BVS hôm nay ha hôm nay dũ về lại cây này coi như là T3 ha coi như là ai mà đu cây này cái về cắt lỗ hết này đấy mọi người thấy không ạ à? đây là một cũng là một cái dạng mà cốc tay cầm nhưng mà như thế nào tay cầm này nó hơi fail đấy tay cầm như thế này là hơi fail rồi vì bởi vì cái sự đeo bám nó quá là lớn đi cho nên nó, nó tiếp tục nó vũ về ngược trở lại này mọi người thấy không ạ à? ai nói chung là đánh dầu khí nó rất là khó chịu mọi người nhé em phải khẳng định luôn là đánh dầu khí nó cực kỳ là khó chịu Đó. có BVD thì nó khỏe thôi nhưng mà em nghĩ là cái phần này á, lên đây là cái phần lợi nhuận các chị chúng ta dành cho dòng dầu khí á, nó sẽ không còn được nhiều được chưa? kể cả là BSR cũng vậy thôi thì cứ chia tay đi chia tay em chia tay dầu khí ok rồi, uh, chắc sẽ nói thêm một số những mà cổ phiếu đang chú ý đi. ví dụ như khu công nghiệp này, hôm nay là hãy có IDC nói rồi đúng không ạ? Đấy khu công nghiệp nó bắt đầu có những cái tín hiệu tương đối là xấu. Hôm nay thì có GVR cũng uh, hôm nay đóng cửa cũng tương đối là xấu này, khối lượng lớn nhưng mà như nào ạ? Cái uh, cái, cái cái độ giảm điểm nó không nhiều, 2% phần trăm thôi. Thì uh, mọi người vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. Nha, uh, yeah, em nghĩ là vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được, không có vấn đề gì đâu thật sự là nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trong cái Vin30 thôi à, nhưng mà nó nó cũng thuộc là một cái cổ phiếu tốt mà ừ. vậy là cái cơ hội nó nó vẫn chưa đến đối với lại GVR thôi nhé rồi khu công nghiệp thì có KBC hôm nay KBC cũng hú hồn hú dí mọi người không biết ai bán sàn cái dèo hết hồn đây tự nhiên cái bán cái lệnh từ 52 về luôn 49.85 đúng khùng luôn đấy ai mà bán cái 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 gì à? cái uh, cái nhịp mà nó về giá sàn như thế này thì ối rồi ơi, chắc về vợ đấm cho cho chết. À, bán giá sàn như thế này nó kéo ngược xanh như thế này thì thôi ối rồi mất hàng rồi, đúng không? Đấy, cho nên là trong mọi hoàn cảnh nhé. Trong mọi hoàn cảnh mọi người cũng đừng bao giờ nên chúng ta bán cái lệnh MB, được chưa? Chúng ta đừng bao giờ bán cái lệnh MB trong một cái hoàn cảnh là bất kỳ những cái sự rung lắc nào ở của thị trường đó. chúng ta đừng bao giờ chúng ta bán cái lệnh MB cả. Đấy, nếu mà có một cái nhịp mà nó nhúng nhanh xuống đó, thì cái như mọi người hãy nhớ cái 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 định luật của cái trái bóng tennis khi mà nó đập xuống sàn cái nhịp mà nó tốc độ nó rơi uh, xuống sàn nhanh cỡ nào thì cái cái giờ cái độ đàn hồi nó cũng sẽ có những cái điểm bật trở lại nhất định ở trong trong một, trong cái khoảnh khắc nó 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 rơi từ cái từ cái thời điểm thả bóng xuống đúng không ạ có thể là mọi người sẽ ném từ cái độ cao là 10 mét xuống thì khi mà nó chạm sàn đúng không ạ thì đâu đó cái lực đẩy của cái quả bóng tennis nó cũng phải là nó đàn hồi về lại nó bật về lại khoảng tầm là 6 cho tới là 8 mét chứ không thể nào mà nó đang đập xuống sàn cái là nó nằm im nó, nó, nó như nào nó nằm im rồi nó lăn đi đâu luôn đúng không ạ hay là nó rơi nó, nó, rơi tiếp đâu đó cho nên là cần phải tỉnh táo một xíu được chưa áp dụng những cái đơn giản ở trong trong cuộc sống mình cũng có thể áp dụng lên được trên thị trường chứng khoán mà đó được chưa cho nên là mọi người bình tĩnh xử lý cổ phiếu thôi thật sự là hôm nay em cũng không có cho bán KBC đâu mà thật sự là lúc đó em cũng không thấy nó có giá sàn nữa em quay qua quay lại thấy là thấy KBC nó lại quay về lại giá 53 rồi mà rất là nhanh mọi người thấy không ạ rất là nhanh nhá yeah. thì thôi nên là mọi người cứ bình thường thôi chẳng có vấn đề gì chừng nào tín hiệu nó xấu quá thì thì chúng ta lại tính tiếp đó rồi qua đến dòng thép đi chắc nhiều anh chị chúng ta cũng rất là nhức nhối đúng không? hôm nay dòng thép mình quay về lại test cái cái đáy trước như thế này này khối lượng thấp ha, thì em nghĩ là đánh giá cũng tương đối là ổn nhưng mà cái phần này nó sẽ đang như thế nào ạ nó giống cái nhịp này này mọi người sẽ thấy ở cái nhịp này của hbg ha cũng là một cái nhịp mà nó gãy kỹ thuật bởi vì sao thứ nhất là ở đây này chúng ta sẽ có một cái vùng đáy ngắn ở đây ha thì chúng ta nối lại hai cái đáy ở đây nó, nó xuất hiện một cái kênh xu hướng đi xuống như thế này được chưa? thì ở đây này nếu như mà nó gãy kỹ thuật này thì nó có thể nó xác nhận vào đau nhưng mà khi mà như nào ạ, à, nó gãy kỹ thuật xuống ở đây, nó cân bằng lại ở vùng này và nó vượt lên lại thì nó sẽ lại có một cái vòng mới nó, nó như là nó tăng trong ngắn hạn. Thì ở thời điểm hiện tại cũng vậy, trong một cái xu nó tăng ngắn hạn như thế này, có cái điểm gãy kỹ thuật ở đây, à, có cái điểm gãy kỹ thuật ở đây, nếu như mà nó vẫn như nào, à, nó vẫn tích lũy là mà nó vẫn giữ được ở vùng này nè, ấy thì nó sẽ tạo ra một cái ạ có thể là một cái nhịp đà tăng mới nếu như mà nó break lại những cái ngưỡng kháng cự ở đây được chưa đó. thì mọi người cứ chờ thêm thôi bởi vì cái tín hiệu ở đây thì nó vẫn thực sự là chưa có ủng hộ cho HPG kể cả HSG cũng vậy Đấy, cũng test lại khối lượng thấp như thế này Đấy, hôm nay học những cái phim vừa qua là những cái phim gãy kỹ thuật rồi đó thì nó sẽ phải cần có những cái động thái là nó có những cái điểm vùng cân bằng ở đây này Đấy, chứ nhưng nếu như mà nó thủng tiếp á nha nếu như mà nó thủng tiếp thì mọi người cần phải chú ý còn mà tham gia nữa thì chắc chắn là không rồi cũng giống như nam kim vậy đó, nam kim cũng vậy này cũng gãy mất cái kỹ thuật cái 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 đường uh, line tăng giá được chưa Đấy, nó cũng đang gãy kỹ thuật ở đây khối lượng lớn ha thì nó cần phải tích lũy lại ở đây này Đấy, cái cục tích lũy lại ở đây nha nếu mà tăng nếu mà nó tích lũy tốt thì nó vẫn sẽ còn những cái nhịp đánh lên tiếp được chưa Đấy. rất là dễ hiểu thôi rồi ngoài ra thì chúng ta coi đến dòng bán lẻ này, có đi này qua nó nói rồi, FRT vẫn tăng tốt ha. Hôm nay có sự kéo giá rất là tốt và trong phiên ATC của MySan thì em nghĩ là Mai à, có thể là Mai nó sẽ trả điểm. Thì thường mà nó kéo ATC MySan đó, thì ngày mai MySan nó sẽ trả điểm thôi mọi người. À, -Luger. Đấy, đi đấy, cũng đã chinh phục được gần vùng giá 140 như em có nói rồi đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn đặt kỳ vọng là đâu đó là tầm 150. Đấy, 150, khả năng rất là cao dòng tiền lớn nó tham gia vào như thế này rồi nè chắc chắn rằng là, là đây là cái thông tin mà việc là Google chuẩn bị chuẩn bị dạ, à? chuẩn bị niêm yết bách hóa xanh lên sàn uh, chứng khoán Việt Nam mình cũng như là một số các công ty con à, cho nên là đây là những cái động thái rất là tích cực cho MDR ha rồi bng hôm nay BNG cũng xuất hiện một cái cây nến và một cái cây nến uh, uh, có thể nói ở đây là một cái nến uh, speed top ha thì chúng ta cũng cần cẩn thận một chút xíu khi mà xuất hiện những cây nến như thế này thì cái khả năng đảo chiều nó cũng hoặc là nó như thế nào nó nó có cái yếu tố mà nó đảo chiều trong ngắn hạn là tương đối là có nhé ha à, cần chú ý một chút xíu rồi ok xây dựng thì có C4G này DRH này CI này vẫn tăng này à, có G36 cũng vậy này mọi người thấy không nó gắn tên lửa vô đi rất là nhanh ha à, đi rất rất là nhanh thực sự luôn và em nói như thế này em cũng đã bảo với mọi người từ những cái vùng giá 14 15 như thế này, này. Đấy. mọi người gắn motor vào rồi mọi người chạy thôi đã được mười mấy phần trăm rồi thì á, đối với lại em á, thì ở thời điểm hiện tại mà thị trường các mã cổ phiếu hầu như nó đều tăng như thế này thậm chí là những mã cổ phiếu rác cổ phiếu penny mà nó tăng tím á, thì nó cũng cảnh báo cho mọi người ít nhiều là cái tín hiệu là ở cuối một cái chu kỳ tăng ngắn hạn và sẽ có những cái nhịp mà nó Uh, điều chỉnh, à, điều chỉnh để mà tiếp tục đi lên tiếp chứ không phải là điều chỉnh để mà rơi luôn. À, thì trường chắc chắn là nó sẽ còn đi lên rồi, nhưng mà phải, sẽ phải điều chỉnh thôi, bởi vì cái nhịp này tăng nóng quá mà cần phải dũ lại những cái lượng margin bán ra, được chưa? nên là mọi người hãy cứ nhà cứ cân nhắc là ở những cái điểm mà cân uh, rung lắc, mọi người vẫn sẽ hoặc là những cái điểm mà nó điều chỉnh lớn, á, mọi người vẫn có một trong mình một cái sức mua nó đủ tốt để bảo mọi người vậy, gom thêm. À, gom thêm một cái giai đoạn ở phần giữa của thị trường chúng ta thực sự là giai đoạn này á, em, em, vẫn chưa có gì à, vẫn chưa có một cái pha nào nước rút đủ lớn để mà như nào để nó thị trường nó như là nó nó đủ cái điều kiện để mà nó úp bô các anh chị nhà đầu tư đâu được chưa nó vẫn sẽ còn kéo lên kéo lên để cho các anh chị nào chúng ta tham lam chúng ta tham gia vào Đấy, rồi rồi nó mới úp được à nha để rồi nó mới úp được một cái cái, cái 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 cái, cái, cái nhịp mà nó ăn ngon hơn đấy nên là mọi người cứ cần cẩn trọng ở giai đoạn này thôi. Chứ thực sự là giai đoạn này vẫn thị trường chúng ta vẫn tăng lên tốt mà. Đấy. Được chưa? Rồi, ok thì xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe và theo dõi cái video này của em. Thì hy vọng rằng là với những gì mà em đã uh, truyền tải đến các anh chị chúng ta trong cái video này sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta ở những cái uh, nhịp mà mình, uh, sống tới đây nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị chúng ta hãy nhớ ủng hộ em bằng cách là Uh, đăng ký kênh cũng như là like cái video này hả ti mọi người xin cảm ơn mọi người